một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh cà mau thưa quý vị do mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày với gia đình của người vợ hờ tên chồng hờ đã ra tay sát hại cả nhà nạn nhân rồi lấy đi vài chục triệu đồng cùng xe máy để tiêu xài cá nhân kinh hoàng hơn chị vợ bị giết chết khi đang mang thai Tối ngày 4 tháng 12, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Vũ Khoa, 23 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu. Nghi phạm gây ra thảm án đau lòng ở xã Thành Phú, huyện Cái Nước, bị bắt khi đang lẫn trốn tại xã Định Bình, thành phố Cà Mau. Tại cơ quan công an, bước đầu Khoa khai nhận do sống bên nhà người tình và giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm là hồi tuần trước nên Khoa đã siết cổ vợ hờ và mẹ của chị này dẫn đến tử vong, sau đó dùng hung khí sát hại luôn người cha sau khi gây án đối tượng còn lấy tài sản rồi bỏ trốn khỏi hiện trường Đến sáng ngày 4 tháng 12, người dân ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú phát hiện mùi khó chịu phát ra từ nhà ông S, 69 tuổi, nên đến kiểm tra. Tại đây, họ thấy ông này cùng con gái tên K, 38 tuổi, đang mang thai chết trong nhà. Thi thể bà P, 68 tuổi, vợ ông S cũng được phát hiện dưới vuông, cách nhà khoảng 50 mét. Được biết, chị K từng có một đời chồng và hai người con đã ly hôn. Sau đó, chị này và Khoa quen biết nhau rồi sống như vợ chồng tại gia đình gần một năm qua.